Hôm bữa em có quay cái con xe 110S phiên bản thùng inox, full inox anh chị. Và nhiều khách hàng muốn là lấy cái thùng tiêu chuẩn, tại vì đi đồ khô với lại để tiết kiệm chi phí anh chị. Thì đây, một chiếc vừa đóng thùng xong. Anh chị nào thích thì cứ đến gặp Khanh nha, 770 giá xe thùng lăn bánh trọn gói cho anh chị luôn nha. Đó. Và khi anh chị gặp được clip cho Khanh thì Khanh sẽ cố gắng xin thêm cho anh chị những cái phần quà thêm nữa. Thì anh chị không biết cái thùng tiêu chuẩn thì nó sẽ như thế nào, quy cách như thế nào thì em sẽ giải thích lại một lần nữa cho anh chị nha. Thì thùng tiêu chuẩn anh chị sẽ có vách ngoài, là anh chị thấy ở mặt ngoài mình nha, là những cái bửng này nè, là inox. Inox này inox vừa thôi anh chị, inox 430 thôi, dập sóng. Đó, rồi trụ và khung bửng, rồi lườn, đáy khóa, bản lề là đều là bằng sắt hết nha anh chị, cản cũng bằng sắt luôn, gọi là tiêu chuẩn mà. Thì nó sẽ tối đa tất cả mọi thứ. Vách trong là tôn kẽm, sàn là sàn kẽm nha anh chị. Đây em sẽ quay bên trong sàn cho anh chị coi nè. Sàn kẽm. Ở đây tụi em đóng thùng là sàn kẽm hết. Sàn kẽm thì nó sẽ chống sét tốt hơn sàn sắt nha anh chị, một chút kẽm. Nên là nhiều khách hàng cứ yêu cầu Khanh làm sàn kẽm nhưng Khanh sẽ hỗ trợ cho anh chị luôn nha anh chị. Đó, 770 là lăn bánh trọn gói cho anh chị hết nha. Đó, khung trên bẩn là kêu khung xương, khung chuồng heo đó anh chị. Cũng là tiêu chuẩn là sắt 44 hết nha anh chị. Đó, sắt 44 sơn và kèo cũng là kèo phi tròn. Kèo kèo kẽm luôn. Đó, anh chị muốn làm kèo Đà Lạt hay là muốn kèo gì thì tụi em sẽ thiết kế sau. Còn như đây là kiểu tiêu chuẩn giúp cho khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí. Khách hàng đi đồ khô anh chị, đi đồ khô đi thì lấy cái kiểu này. Còn như khách hàng nào đi đồ option như đồ nước này đó, cái kiểu tôm cá thuê hải sản gì đó thì chúng ta sẽ lấy phiên bản thùng option nha anh chị. Đây trước mặt anh chị là thấy cái phía dưới dàn đà, đà dọc đà ngang đều là bằng sắt nha anh chị. Ok chưa? Cầu số xe Hyundai nè anh chị. Hyundai 110S với 110SL là hai cái mẫu xe Hyundai bán chạy nhất nha anh chị. Còn cái mẫu mà 110XL là cái phiên bản thùng dài 6m3 thì cái mẫu đó lại bán chậm. Cùng tuy rằng là cùng động cơ, cùng khung gầm hết nhưng mà cái mẫu đó lại bán chậm hơn, tại vì anh chị biết không? Tại vì khi mà khách hàng người ta nghĩ tới Hyundai là người ta nghĩ tới cái xe còn tải trọng cao, thùng ngắn thôi. Còn như thùng dài thì người ta có rất là nhiều sự lựa chọn, ví dụ như Isuzu, Hino hoặc là những cái dòng xe liên danh. Người ta còn cái thùng dài hơn thì nó có nhiều sự lựa chọn lắm. Còn siêu thùng ngắn rất là ít người. Ví dụ như anh chị con này 7 tấn mà thùng dài có 5 mét thì chỉ có Hyundai thôi. Đó, 7 tấn thùng 5 mét anh chị. Hoặc là 7 tấn thùng 5 mét 7. Đó thì chỉ có Hyundai thôi. Còn như mà anh chị mà thùng dài 6 mét hơn á, mà tải 6 tấn mấy thì chúng ta có Isuzu FRR 650 đó, hoặc là Jack, hoặc là mấy dòng khác nó cũng giá nó cũng hợp lý. Nó nhiều cái sự lựa chọn, khi mà anh chị thay đổi phân khúc là nó nhiều sự lựa chọn lắm. Đó, nên là cái dòng này bắt buộc. Khách hàng mà còn tải cao thùng ngắn là chỉ có mua dòng này thôi, chứ còn mấy dòng khác là không có đối thủ, không có cạnh tranh lại được với Isuzu được. Isuzu thì nó có dòng FRR bán rất là chạy, Khanh bán cái dòng FRR cũng rất là nhiều. Đây nè, quay cho anh chị coi nè, Hyundai 110S tải trọng 6 tấn 9, 50, 6 tấn 9, 7 tấn, thùng dài là 5 mét. Con này thì nó nội thất bao năm trời nó cũng không thay đổi nha anh chị, là nội thất nó giống y chang như cái mẫu mới lúc mới ra nè anh chị. Ghế là ghế da pha nỉ, rồi màn hình tốc lô rồi y chang HD 65, HD 99 lúc trước, y chang hết luôn mọi thứ luôn nha anh chị. Và mức giá Khanh nói là 770, anh chị mua trả góp anh chị đưa trước cho bên Khanh tầm khoảng 160 đến 180 thôi là anh chị có thể nhận được xe rồi. Thủ tục vay rất là đơn giản, chỉ cần căn cước hai vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn là em sẽ hỗ trợ cho anh chị phần còn lại được rồi nha anh chị. Ngân hàng của em làm là không cần đi thẩm định, không cần chứng minh nguồn thu và không cần sao kê tài khoản ngân hàng gì hết. Chỉ cần điện thoại cho anh chị hỏi anh chị muốn vay bao nhiêu tiền và vay bao nhiêu lâu, rồi ngân hàng nó sẽ tính cho anh chị là mỗi tháng anh chị phải trả bao nhiêu tiền. Đó, anh chị cảm thấy ok thì ok lụm thôi. Không cần đi thẩm định, không có điện thoại người thân, không có xác minh gì hết. Chỉ cần điện cho anh chị hỏi anh chị muốn vay bao nhiêu tiền thôi là xong thôi đó. Miễn bà anh chị đừng nợ xấu nha. Đợt này ngân hàng nó không cho nợ chú ý gì hết á, cũng không cho vay luôn nha anh chị. Lúc trước nợ chú ý nợ nhóm 2 còn hỗ trợ được, bây giờ là chỉ cần anh chị nợ trả chậm thôi là thua rồi đó. Ngân hàng nó nhiều cái nó bây giờ nó thay đổi chính sách liên tục mà. Đó, nên là vẫn vẫn hỗ trợ bên được, nhưng mà bên thì thứ nhất là chị vay không cao và thứ hai là lãi suất cao anh chị. Nên là nếu mà bị nợ xấu thì chị cố gắng xử lý trả hết nợ hoặc là nhờ người khác đứng tên. Đó, chỉ có cái trường hợp đó thôi thì anh chị sẽ tiết kiệm được cái phần tiền lãi ngân hàng và hỗ trợ vay cao nha anh chị. Rồi, đó là những cái thông tin em muốn chia sẻ về cái dòng xe Hyundai cũng như cập nhật giá 770 lăn bánh trọn gói hồ sơ lo hết cho anh chị. Anh chị thấy nhu cầu muốn xe tải trọng cao mà thùng ngắn thì cứ alo trực tiếp cho em Khanh để Khanh hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.